xin kính chào tất cả các bạn. Buổi sáng giờ này là 6 giờ 38 phút. Bữa nay là 1 tháng 5 các bạn. Hôm nay mình đi Vũng Tàu. Hôm nay mình sẽ đi xuống Vũng Tàu, mình quay cho các bạn xem là ngày lễ đông như thế nào nha. Tại hôm mấy ngày nay là đang áp thấp nhiệt đới bão á các bạn. Trong nhà mình mới vừa ra đây khoảng tầm 5 phút. Đây là mình đang đi trên quốc lộ 51 các bạn. Bên đây là chợ mới Long Thành. Hôm nay lễ để mình đi xuống Vũng Tàu, mình quay cho các bạn xem mấy ngày lễ ở dưới Vũng Tàu đông như thế nào. Ngày này mình đi hơi trễ các bạn, tại mình ngủ dậy hơi muộn xíu. Đáng lẽ mình đi sớm hơn cho nó mát, ít xe. Mình tới đây là ngã ba Nhân Trạch nha các bạn. Ngã ba Nhân Trạch. Sáng thì cũng chưa có đông xe lắm các bạn. Cũng lưa thưa người. Tại vì người ta đi trước một hai ngày đó rồi các bạn. Nay cũng còn ít người.
đi nhiều. Xuống tới đây là địa phận ở Vũng Tàu các bạn. Tới đây là địa phận Vũng Tàu. Xanh không biết, đỏ không biết luôn. Quốc lộ 51 giờ này vắng lắm các bạn. Chút xíu nữa mình đi đường đảo Long Sơn nha các bạn. Mình không đi đường tới một trạm thu phí nữa, xong rồi mình rẽ vô tay phải. Mình đi đường đó là đảo Long Sơn, đường nó vắng, đi nó vắng xe các bạn, đi nó dễ hơn. Nó cũng hơi gần hơn nữa các bạn. Mình không đi đường ngoài các bạn. Tới một đoạn nữa có trạm thu phí dưới các bạn là mình rẽ vô tay phải. Mình đi đường đảo Long Sơn á, mình ngắm được làng bè người ta nuôi ở dưới các bạn. Người ta nuôi cá, là nuôi con này con kia các bạn. Làng bè ở dưới. Còn một chút xíu nữa mình đi ngang mình quay cho các bạn xem. Đường nó thông thoáng lắm các bạn. Và không biết mình đi tới trưa hay tới chiều mình không biết như thế nào. Nhưng giờ này mình đi ngay ngày 1 tháng 5 ngày lễ
xuất phát lúc 6 giờ mấy, mà nhưng giờ đến đây là đường thì nó cũng thông thoáng lắm các bạn, không có kẹt xe. Còn mình không biết là từ đây tới chiều, tối tới trưa là mình không biết là có kẹt xe không, xe thế nào mình cũng không biết. Đó, tới đây giờ mình đi rẽ qua đường Long Sơn các bạn, đảo Long Sơn nha các bạn. Các bạn nào không biết cứ sạc lên đường Google Maps đó là các bạn sẽ ra. Đây, phía trước mình có con đường về tay phải. Mình đi từ để xuống đây là cái trạm thu phí này, thu phí từ nhà mình á, Long Thành á, mình chạy xuống đây là trạm thu phí thứ hai. Mình tới đây có đường vừa qua trạm thu phí chút xíu có đường rẽ về đi Long Sơn các bạn, đảo Long Sơn. Nó giờ mình rẽ vô mình đi đường này. Đường này buổi sáng thì quốc lộ 51 thì nó cũng không có đông đúc các bạn, thoáng xe. Nếu mà mình đi quốc lộ thẳng luôn á là mình đi ngang chợ Bà Rịa, xong rồi mình không đi quốc lộ ngoài, mình đi đường này tới đây đường tắt trong. Đây là kêu đường đảo Long Sơn các bạn. Ở đây là thuộc đảo, một cái đảo nhỏ. Phút đầu vô thì đường nó hơi xấu các bạn, mà vô tới hết cái con đường thẳng này quẹo qua bên là đường nó đường đẹp rồi. Chạy qua kia mình thấy được làng bè người ta nuôi các bạn, mình chạy lên hai cái cầu mình thấy làng bè người ta nuôi ở dưới các bạn, nuôi đủ thứ hết đó. Ở đây vô đường này có thấy hoa phượng nè các bạn, đó hoa phượng nở. Tháng này là có hoa phượng các bạn. Khúc đầu vô hơi xấu nha các bạn, hết con đường thẳng mình quẹo về tay trái cho là bắt đầu con đường nó là đẹp rồi. Hai bên có hàng, có một ở giữa có hàng cây xanh rất là đẹp. Rẽ trái các bạn. Long Sơn này các bạn thấy ha, thấy người ta cũng bán hàu các bạn, nó hàu sống đó các bạn. Đi đường này các bạn nào muốn mua hàu về ăn á, hàu tươi luôn các bạn. Các mua về các bạn chế biến. Hai bên người ta bán cũng nhiều lắm các bạn. Tại xuống mình chạy qua một đoạn ở dưới nữa là ở dưới đó người ta nuôi nhiều lắm các bạn. Chút nữa mình đi ngang mình quay cho các bạn xem. Bây giờ tới đây mình rẽ ra tay trái các bạn, giờ thẳng ra qua ra đường ra Vũng Tàu luôn các bạn. Đi đường này, con đường này tới đây là đoạn đường đẹp đó các bạn. Giờ đường này mình đi thẳng ra là lại đường Vũng Tàu các bạn. Tới đây là người ta làm muối các bạn. Đó. Hôm bữa mình đi là có mấy cái đống muối cũng cao lắm các bạn. Hôm nay mình không thấy nữa. Chắc là trời do mưa gió người ta đem vô. Đi đường này có một ở giữa có hàng cây xanh mát mẻ. Giờ chuẩn bị mình lên cầu các bạn, mình nhìn trên cầu nhìn xuống dưới làng bè rất là người ta nuôi rất là nhiều các bạn, nuôi cá tôm và nuôi con này con kia các bạn. Thấy đa số người ta nuôi hàu hay nhiều hơn các bạn. Từ đây mình chạy ra tới đường quốc lộ lại là khoảng hai cây cầu lớn cái như vậy các bạn, còn một cây cầu nữa đó. Giờ mình chạy đây cặp vô cho các bạn xem nè, nước bữa nay nước rồng các bạn. Nhằm khi mình đi nước lớn nó nhìn nó làng bè dưới các bạn,
nay nước nó rồng rồi các bạn. Quay cho các bạn xem. Đó, người ta nuôi nuôi cá rồi nuôi con này con kia dưới các bạn. Các bạn đi đường này mới thấy được ở đây, các bạn đi đường đường đảo Long Sơn các bạn, còn các bạn đi đường quốc lộ ngoài là không thấy được như vậy, hai bên luôn nha các bạn, đó hai bên luôn. Các bạn nào mà muốn xuống dưới ăn uống cũng có nữa nha các bạn, có quán ở dưới đó các bạn. Dịp lễ mình đi quay cho các bạn xem với Vũng Tàu như thế nào. Nó sắp tới một cái cầu nữa các bạn. Hết cái cầu đó là mình ra lại quốc lộ. Xíu nó ra lại quốc lộ mình chạy xuống Vũng Tàu các bạn, mình rẽ tay phải nữa là mới xuống được Vũng Tàu. Mình rẽ về tay phải mới xuống Vũng Tàu, rẽ về tay trái là mình đi về lại Đồng Nai nha các bạn. Đi đường này nhìn cảnh thiên nhiên rất đẹp các bạn, còn mà đi đường quốc lộ thì mình đâu thấy được cái đoạn đường như thế này. Đó, giờ mình rẽ tay phải nha, rẽ tay phải mình xuống Vũng Tàu. Từ đây xuống Vũng Tàu có tầm 20 phút nữa.
tới đây thấy xe đông rồi các bạn. Cái này xe đông đúc rồi đó. Cái gì đẹp lắm các bạn, những cây nó xòe ra đẹp ghê không. Ở giữa thì ở giữa con lươn thì có hàng bông giấy. Cái dòng xe này mình đi thẳng tiếp nha các bạn. Ở trong đây có một hàng hoa này, hoa gì màu vàng đẹp các bạn. Hôm nay ít hoa chứ nhầm khi là đợt trước của mình đi là hoa nhiều lắm. Giờ mình đi trời âm u không các bạn, không có giờ mới thấy có hé nắng rồi chút xíu. Sáng giờ trời âm u không được nắng lắm. Nguy hiểm quá. Đây tới đây thấy nguyên một tòa nhà đẹp quá các bạn.
cao luôn, sắp tới biển các bạn, vẫn còn vài cây nữa. Tới đây bắt đầu thấy đông đông xe các bạn. Ta thấy đông đúc rồi đó, đẹp quá. Đường nó nhỏ quá nên thấy nó đông xe các bạn. Tới đây sắp quẹo xuống biển rồi các bạn. Mình đi lúc nào cũng đến cột cờ trước các bạn. Mình đi từ ở đây là mình đi xuống bãi sau trước, xong rồi mình đi mấy vòng lên bãi trước, mình vòng quẹo xuống bãi sau. À, mình ôm cái vòng xoay này quẹo tay trái xuống bãi sau. Giờ đi thẳng xuống bãi sau. Thùy Vân. Đường giờ thẳng lên tới cột cờ luôn các bạn. Hôm nay 1 tháng 5 mà thấy cũng vắng vẻ, do thời tiết nên người ta ít đi lại hay sao các bạn. Thời tiết mấy ngày nay là bão các bạn. Xuống đến đây đường vắng vẻ. Hôm lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đó các bạn, đông lắm các bạn. Hôm nay lễ 30 tháng 4 nè, 1 tháng 5 mà nghỉ 3 ngày luôn các bạn, nghỉ bù thêm một ngày thứ hai nữa. Mà nhưng thấy quắc là vắng luôn, Vũng Tàu. Ở đây khu vui chơi ban đêm đó các bạn, đông lắm. Ban ngày người ta không có cho chơi. Vẫn khỏe quá. Vô tới đây là trung tâm các bạn, trung tâm biển tắm Vũng Tàu. Đó, tới đây là khách sạn, nhà nghỉ này kia nọ là trong đó nhiều lắm các bạn. Giá mấy ngày này là rất là cao nha các bạn. Đó, xe cộ đông đúc rồi đó các bạn.
dù thời tiết không được tốt lắm mà nhưng vẫn nhiều người xuống biển tắm các bạn, nhưng vẫn chưa đông lắm. Nếu mà cho chạy lên đó thì mình sẽ chạy qua cho các bạn xem. Rồi không cho chạy lên à. Công an giữ trật tự quá trời luôn các bạn. Giờ xe nào đậu ở dưới là lập biên bản hết luôn. Nè cẩu đi hết luôn, không cho đậu lề đường luôn rồi. Lúc trước mình đi là xe đậu ở đây rất là nhiều, nay là không cho đậu luôn rồi. Xe nào cậu đậu là cẩu đi hết. Ở đây là trung tâm bãi sau các bạn. Giờ mình còn chạy qua bên biển cho quay cho các bạn xem. Ôi ôi các bạn ơi, quá trời quá đất con người ta luôn. Ôi ôi tắm biển kìa. Ôi ôi đen con người ta luôn. Quá trời luôn các bạn ơi. Nay 1 tháng 5. Quá trời khúc đó trên đó, quá trời người luôn, tắm luôn. Ôi ơi quá trời luôn các bạn. Dưới biển tắm quá trời luôn kìa. Giờ mình đang đi dạo cho các bạn xem nha. Đường này mình đi thẳng lên là bãi trước đó các bạn. Tới đây có cái bảng chữ Vũng Tàu các bạn. Các bạn nào đến đây có chụp hình check in gì đó. Đây nè, Vũng Tàu 2022 nha. Còn các bạn nào muốn leo núi thì đến đây có chỗ leo núi Chúa Vân Tay nè. Trong đây nha các bạn nào muốn leo núi giúp các bạn lên đây gọi xe. Buổi sáng trời âm u lắm các bạn. Nó mây đen kéo mù mịt tới à. Đang mưa lâm râm luôn các bạn. Mưa tới rồi. Dù mưa mà người ta vẫn đi ra đường rất cũng đông luôn các bạn, cũng không đông mấy, cũng nói chung thì cũng nhiều.
đoạn này cũng có người tắm biển ha, mà ít hơn ở khúc ở bãi sau. Ở đây có đá nhiều quá các bạn, nguy hiểm hơn. Còn ở trên đó tắm thì bãi sau thì tắm lúc nào cũng đông hơn. Có mấy anh cảnh sát đi giữ trật tự. Mưa rồi các bạn ơi, thời tiết hôm nay đang bão mà nguyên một cục mây đang hù lùi luôn. Nếu mà không mưa chắc đường giờ hả kẹt đường luôn á các bạn. Dù mưa lâm râm mình cũng quay cho các bạn xem, đây là bãi trước. Bãi trước các bạn, đây có công viên vui chơi. Còn mình muốn đi cáp treo là mình đi chạy là hẳn lên chút xíu có cáp treo trên đó các bạn. Đây công viên nè, khu vui chơi đồ. Đây là bãi trước. Bãi trước Vũng Tàu. Mưa gió kiếm chỗ nào trú mưa các bạn ơi, mưa rồi. Đây là bãi trước Vũng Tàu nha các bạn. Vô quán cà phê ngồi trú mưa. Ôi quán nào quán nấy đông quá.